shopvangnhatvip.com xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn sử dụng máy lọc không khí Saab KCD40. Saab KCD40, máy lọc không khí cho diện tích khoảng 30m. Thì máy này có công nghệ ion plasma, là công nghệ đặc trưng của Saab để khử mùi, diệt khuẩn. Máy ngoài tính năng lọc không khí thì máy còn có tính năng bù ẩm, khử mùi, diệt khuẩn. Bù ẩm là sao? Khi nào độ ẩm xuống dưới 50% thì máy sẽ lấy nước ở bình bù ẩm phía bên này. Khi các bạn mang máy về sử dụng thì các bạn hãy nhấn tay vào đây để lấy bình bù ẩm ra và mở cái nắp này ra cho đầy nước vào trong này. Sau đó các bạn lại lắp lại vào đây. Đó. Sau khi đổ nước vào đây xong thì các bạn lưu ý ở phía trên máy có một cái cửa gió, chúng ta mở nó ra. Khi nào tắt máy thì chúng ta lại đóng nó vào, để tránh trường hợp là bụi bay trở ngược vào bên trong hoặc là trẻ em vứt những cái vật dụng vào phía trong này gây hỏng máy. Đây, chúng ta sẽ mở ra. Máy thì có các chế độ chạy như sau. Đây là nút tắt máy, còn bật máy thì sẽ có 3 nút như này. Đây là lọc không khí và bù ẩm, lọc không khí tốc độ cao, chỉ lọc không khí không có bù ẩm. Tôi khuyên các bạn hãy sử dụng chế độ lọc không khí và bù ẩm. Các bạn nhìn sang phía bên này thì bên này ở đây đèn đang báo đỏ, có nghĩa rằng là cái bình bù ẩm phía bên phải này đang chưa có nước. Đó. Còn bên này, khi các bạn chọn chế độ lọc không khí và bù ẩm hoặc là chế độ chỉ lọc không khí thì chúng ta có thể điều chỉnh được các chế độ gió ở đây. Ví dụ đây là máy đang ở chế độ tự động, chế độ mùa mưa, chế độ phấn hoa, chế độ yếu, trung bình, mạnh. Đó, tôi khuyên các bạn hãy để ở chế độ tự động. Còn đây là đèn bật tắt chế độ ion plasma của máy Saab. Đó, khi nào các bạn thấy đèn ở đây báo đỏ hoặc là báo vàng thì các bạn hãy vệ sinh cái màng lọc ở phía sau và nhấn giữ vào đây 3 giây để reset lại máy. Shophangnhatvip.com cam kết hàng nguyên bản, không qua sửa chữa, hàng màu nguyên bản, không ủ hóa chất để làm trắng, làm bóng.